Xin chào các bạn, chúng ta đang có mặt tại nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh Kiên Giang. Cổng của nghĩa trang đã đóng cho nên chúng ta không vào đây dâng hương để tưởng niệm các vong linh liệt sĩ ở tỉnh này. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ lại quy tụ tất cả các vong linh thuộc tỉnh Kiên Giang để tập trung ở nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh. Sau đó chúng ta sẽ đến các tỉnh tiếp theo và quy tụ tất cả vong linh liệt sĩ của tỉnh Kiên Giang này sang cái tỉnh tiếp theo của chúng ta. Tỉnh tiếp theo của chúng ta đó là tỉnh An Giang. Các bạn có hiểu không ạ? Không ạ. Chúng ta sẽ đến An Giang, mà nếu như mà đi mà nhanh thì chúng ta sẽ đi tiếp sang Đồng Tháp. Và tại Đồng Tháp chúng ta sẽ đưa rước tất cả các vong linh liệt sĩ của cả ba tỉnh Kiên Giang, An Giang và Đồng Tháp lên thiên. Còn bây giờ chúng ta, bây giờ đã là 4 rưỡi rồi, chúng ta cùng nhau di chuyển sang thành phố Vĩnh Long của tỉnh An Giang. Và tôi xin nói thêm một điều như thế này, đó là sau khi đến thành phố Cà Mau thì chuyến đi của chúng ta nó chưa phải là kết thúc. Chúng ta còn phải đi các tỉnh như Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên. Sau đó chúng ta mới được về, chứ chưa xong. Cái lộ trình của chúng ta là chưa xong. Cho nên cho dù có tới Cà Mau nhưng lộ trình của chúng ta vẫn cứ phải đi tiếp. Các bạn hiểu không ạ? Còn bây giờ mời các bạn theo tôi, chúng ta di chuyển sang Vĩnh Long của An Giang. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh An Giang, nơi có những cái kiến trúc khá độc đáo, không gian tổng thể rất đẹp và có khá nhiều các mộ liệt sĩ nằm ở đây. Mời các bạn cùng tôi vào đây tham quan mộ của các liệt sĩ, đài tưởng niệm của tỉnh An Giang, cũng như là làm các hành động về tâm linh ở nghĩa trang này. Nước em. Nghĩa trang này cũng có không gian tổng thể là khá đẹp. Hai bên là hai hồ nước, một bên là đài tưởng niệm hoặc là cái văn nhà tưởng niệm, một bên là đền thờ Bác Hồ. Tượng đài của chúng ta được xây dựng khá đẹp. Đảng và nhà nước chúng ta đã dành rất nhiều sự tri ân cho các liệt sĩ của chúng ta, cho nên những cái đài tưởng niệm, những cái nghĩa trang đều rất là hoành tráng, với không gian tổng thể rất rộng và chi phí để xây dựng là khá tốn kém. Nhưng đó chỉ là một cái rất nhỏ đối với sự tri ân của Đảng và Nhà nước, cũng như là của tỉnh, của nhân dân dành cho những liệt sĩ đã nằm xuống hy sinh cho mảnh đất này. Hai bên là mộ của các chiến sĩ. Ở đây tôi thấy mộ cũng khá nhiều, nhiều hơn rất nhiều so với tỉnh Sóc Trăng. Nghĩa trang khá rộng về hai bên và mộ là khá nhiều thưa các bạn. Mộ khá nhiều, khá nhiều. Và mỗi một nơi tôi thấy cái kiến trúc xây mộ nó cũng khác nhau, và cái bia tưởng niệm và bia của mộ cũng khác nhau. Ở đây tất cả nó có một cái màu sơn rất là đặc trưng. Chúng ta đang tiến dần đến đài tưởng niệm và lên hương tưởng nhớ các liệt sĩ. Sau đó chúng ta sẽ quy tụ tất cả các liệt sĩ thuộc tỉnh An Giang tập trung tại chân đài tưởng niệm, để lát nữa chúng ta sang đến bên Đồng Tháp thì sẽ quy tụ tất cả các vong linh liệt sĩ của An Giang, của Kiên Giang sang Đồng Tháp, rồi lúc đó đón rước các vong linh liệt sĩ lên thiên để chuyển kiếp đầu thai. Thưa các bạn, đến với mỗi một tỉnh thì có những cái tỉnh nghĩa trang người ta đóng cửa, có những cái tỉnh nghĩa trang người ta mở cửa. Cho nên là nếu những chỗ nào mở cửa thì chúng ta sẽ vào để dâng hương được. Có những chỗ nào đóng cửa tiếp nhận là ở ngoài thôi. Vậy cho nó tắt đi. Đặt xuống đất, đặt xuống đất, đặt xuống đất. Đấy.
đặt xuống đất. Thưa các bạn, lượng mộ ở đây là khá nhiều, nếu như đứng ở trên này nhìn xuống chúng ta mới thấy rất nhiều luôn. Em ơi đứng lên đây mà quay này, nhiều lắm. Ở trên này cái tầm nhìn nó xa hơn. Thưa các bạn, bây giờ chúng ta sẽ dâng hương để tưởng nhớ các vong linh liệt sĩ. Bây giờ, thưa các bạn, lệnh cho Tứ Đại Hộ Pháp cùng 20.000 thiên binh quy tụ tất cả các vong linh liệt sĩ ở tỉnh An Giang, ở các phường, xã, quận, huyện tập trung hết về chân đài tưởng niệm của Nghĩa Trang Liệt Sĩ tỉnh An Giang, chờ đợi tôi để tôi di chuyển sang bên Cao Lãnh Đồng Tháp. Lúc đó tôi sẽ rước tất cả các vong linh của tỉnh An Giang cũng như Kiên Giang về thành phố Cao Lãnh của Đồng Tháp để được đón rước các vong linh liệt sĩ lên thiên để chuyển kiếp đầu thai. Còn bây giờ đã là 6 rưỡi rồi, chúng ta cùng nhau di chuyển sang Cao Lãnh Đồng Tháp. Mời các bạn theo tôi. Xin chào các bạn. Chúng ta đang có mặt tại đài tưởng niệm của thành phố Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp. Mời các bạn, chúng ta cùng lên trên đài tưởng niệm để làm những cái việc của ba tỉnh Kiên Giang, An Giang và thành phố Cao Lãnh của Đồng Tháp. Thưa các bạn, ở đài tưởng niệm này thì không có lư hương để chúng ta cắm hương tưởng nhớ, cho nên ở đây khi chúng ta làm cái việc tập trung các vong linh liệt sĩ thì cần thứ nhất đó là tại tổ chức, hai nữa là cái không gian rộng để tập trung các vong linh liệt sĩ ở đài tưởng niệm. Bây giờ ở tại đài tưởng niệm này, lệnh cho thập nhị tướng quân cùng 20.000 thiên binh đưa rước toàn bộ vong linh liệt sĩ của tỉnh Kiên Giang về chân đài tưởng niệm của thành phố Cao Lãnh. Lệnh cho Tứ Đại Thiên Vương cùng 20.000 thiên binh quy tụ toàn bộ vong linh liệt sĩ của tỉnh An Giang về tập trung tại chân đài tưởng niệm của thành phố Cao Lãnh. Lệnh cho Tứ Đại Hộ Pháp cùng 20.000 thiên binh quy tụ toàn bộ vong linh liệt sĩ có danh, vô danh hoặc là bị bắt làm âm binh ở thuộc tỉnh Đồng Tháp thì tập trung hết tại chân đài tưởng niệm của thành phố Cao Lãnh. Lệnh đã đi, bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra lệnh. Rất tuyệt vời, thưa các bạn. Và bây giờ, mời các liệt sĩ của ba tỉnh đứng trước đài tưởng niệm một thành hàng. Tôi sẽ hát tri ân với các liệt sĩ. Tôi hát về các đồng chí, về các chiến sĩ, một bài hát mà cả nước, nhân dân cả nước đều muốn cất lên lời ca, đó là Hát Về Anh. Mời các bạn và các đồng chí cùng nghe. Ba lô cây súng trên vai, người chiến sĩ quen với gian lao, ngày dài đêm thâu vẫn có những người lính trẻ nặng tình quê hương canh giữ nơi miền đất mẹ. Rừng ấm u mây núi mênh mông, ngày nắng cháy đêm giá lạnh đầy, rừng mờ sương khuya bóng tối quân thù trước mặt,
nặng tình nọn sông, anh dâng trọn tuổi đời thanh xuân cho em thơm ngon và vui bước sớm hôm đến trường, cho yên vui mùa xuân đôi lứa còn hẹn hò ước mơ đã có những hy sinh khó nói hết bằng lời nên đọng lại trong chiến sĩ của chúng ta. Rừng ấm ấm mây núi mênh mông, ngày nắng cháy đêm giá lạnh đầy, rừng mờ sương khuya bóng tối nặng tình nọn sông, anh dâng trọn tuổi đời thanh xuân cho em thơm ngon và vui bước sớm hôm đến trường, cho yên vui mùa xuân đôi lứa còn hẹn hò ước mơ đã có những hy sinh Xin thưa các bạn, chúng ta, nhân dân cả nước vừa tri ân các liệt sĩ của ba tỉnh Kiên Giang, An Giang và Đồng Tháp. Còn bây giờ, kính mời toàn bộ vong linh liệt sĩ của ba tỉnh đứng thành hàng, ngẩng cao đầu nhìn về đất mẹ tươi đẹp này một lần cuối, rồi theo tứ đại hộ pháp, tứ đại thiên vương cùng quân lên thiên để chuyển kiếp đầu thai. Lệnh đã đi, chúng ta đã đưa tiễn và rước các vong linh lên thiên. Bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra lệnh. Rất tuyệt vời thưa các bạn. Cây ca cơ và cây di cơ nó xuất hiện thường xuyên. Đây là thể hiện cái sự song hành của tôi dọc đất nước này từ địa đầu Móng Cái, địa đầu
Hà Giang cho đến điểm cuối là Cà Mau. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi nốt những tỉnh còn lại. Đồng Tháp, sau khi xong ở Đồng Tháp, tôi sẽ quay về thành phố Hồ Chí Minh. Và có lẽ tôi phải dừng lại ở thành phố Hồ Chí Minh 2 hôm để xử lý một vài gia đình về, gặp vấn đề về tâm linh. Sau đó chúng ta sẽ di chuyển sang Tây Ninh và các tỉnh Tây Nguyên. Sau đó chúng ta sẽ về Hà Nội. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.